Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Lý đại nhân, xin hãy nhận lấy hộ phù. Kim Mộc Lan, võ công của cô có ghê gớm đến mấy đi nữa thì cũng có thể đánh bại được mấy trăm người ở đây hay sao? Cô với bá tước Huyền Vũ toi đời cả rồi. Lý Văn Chính, ngươi đúng là một tên ngốc. Ngươi cũng không nghĩ xem, hai bản Phong Nguyệt Vô Biên chỉ cách nhau mấy ngày thì tại sao ta phải đặc biệt sửa chữ cơ chứ? Bắt Kim Mộc Lan với Thẩm Lãng lại, nếu chống cự thì giết không cần hỏi. Rõ. Vua của nước Nam Âu Sa cần làm phản rồi. Ơi, ngươi điên rồi sao? Vua cần không chỉ là con trai nuôi của nhà vua, mà còn là chồng của công chúa Linh Na. Sao ngài ấy có thể âm mưu tạo phản được? Đó là vì âm mưu độc chết công chúa Linh Na của hắn không thành, nên mới bị ép phải tạo phản trước. Quản mình mà ta cố ý vùi trong sách, đó là muốn xem kẻ nào sẽ dẫm chúng. Không ngờ người chúng chiêu lại là tên ngốc này. Lý Văn Chính, người với mua nước, người với vua nước Nam Âu tình đầu ý hợp, bí mật thăm dò nói chuyện mấy ngày mấy đêm. Chuyện của hắn người cũng tham gia đúng chứ? Nói không chừng người cũng là người vạch chiến lược quan trọng trong đó. Lý Văn Chính, tên ngu ngốc nhà ngươi chết chắc rồi. Về nhà mà xem mẹ ngươi đi, rửa sạch cổ rồi đợi chết. Ngươi nói dối, sao vua cần có thể tạo phản được? Tuần giám sứ ta còn không biết chuyện này, sao ngươi biết được? Cái này nói ra thì có hơi phức tạp đó. Vua nước Nam Âu đời trước chết trên sa trường, chỉ vì vào giờ phút then chốt thì chủ lực của Việt quốc lại sống chết mặc bay. Mà ngoài mặt Sa Cần nhận được sự yêu thương tín nhiệm của vua Việt quốc, nhưng sau khi về lại Lam Âu, quan viên nước Lam Âu chỉ nghe lời công chúa Linh Na, hắn chỉ là một con rối. Thế là Sa Cần tốn mấy năm trong sáng ngoài tối đều tranh đấu, đều đang đấu tranh giành lại hơn nửa quyền lợi. Bước cuối cùng của hắn đó là độc chết hòn đá cản đường là công chúa Linh Na. Sa Cần độc chết Linh Na, công chúa Linh Na tưởng mình mắc bệnh nạ, bèn đến phủ ba tước Huyền Vũ hỏi thăm Lan Ni an tại thế. Thẩm Lang cũng rõ chuyện này, bèn cùng tham gia vào việc chữa trị cho công chúa. Động mạch đáy mắt co lại, phần bụng đau thắt, thiếu máu, buồn nôn, sốt, những triệu chứng này là chúng độc chỉ. Nhưng Thẩm Lãng cũng không thể nào chắc chắn có thể chữa khỏi hoàn toàn cho công chúa, chỉ có thể để công chúa uống sữa bò và một vài vị thuốc khác loại bỏ từ từ trì ra ngoài. Công chúa Linh Na ở lại phủ bá tước 2 ngày thì trở về kinh đô, sau đó là về lại nước Lam Âu. Đại mật thám của phủ bá tước xác nhận nhà vua với công chúa Linh Na hoàn toàn bất hòa xong thì Thẩm Lãng mới quyết định lấy đấy ra làm quân át chủ bài của mình. Hắn quả quyết cho in mới lại 3.000 bản sách. Thế là đã có chuyện xảy ra ngày hôm nay. Không thể nào, không thể nào. Thẩm Lãng, ngươi đang tung tin đồn nhảm đúng hay không? Ngươi đang ngoan cố chống cự. Ngươi như vậy sẽ chỉ khiến cho kết cục của ngươi càng thảm hơn, chỉ sẽ khiến cho phủ bá tước Huyền Vũ càng tiêu tùng. Còn ngươi ra đó làm gì bắt người? Đợi đến nhà ra mở hắc thủy đài, ta không tin là hắn không khai ra. Lý Văn Chính, ngươi đừng vội chứ, vua cần tạo phản 4 ngày trước, tin tức đã đến tai của nhà vua rồi, muộn nhất là ngày mai ngày mốt. Công chúa của kinh đô sẽ đến thành Huyền Vũ mà thôi. Thành chủ đại nhân. Trương đại nhân, tiếp theo nên làm thế nào đây? Buổi tiệc vẫn tiếp tục, trước khi xác định được thông tin là thật hay giả cứ đợi đi. 8 giờ tối, 10 giờ tối, 12 giờ khuya. Lý đại nhân, ngươi xem, sao Trương Sung đại nhân không ra mặt nhỉ? Đôi mắt sắc bén của ông ta không hề phát hiện, mà cứ phải là ngươi xông lên. Lý đại nhân, ngươi là niềm tự hào của thành Huyền Vũ. Lệnh tôn lệnh đường nuôi dưỡng ngươi thành tài cũng không dễ dàng gì. Ngươi đúng là bất hiếu mà, lại để họ người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh.
Thẩm Lãng, ngươi đắc ý cái gì? Chẳng qua ngươi suy đoán chủ quan mà thôi, không phải sự thật. Đợi mọi thứ thật sự rõ ràng thì Thẩm Lãng ngươi sẽ bị lăng trì tới chết, răn đe mọi người. Cơ nghiệp trăm năm của Kim thị phủ bá tước Huyền Vũ này cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát vì ngươi. Cô gia tiểu thư, thư báo khẩn của kinh đô, vua nước Lam Mâu Sa Cần ý đồ mưu hại công chúa Ninh Na, tiến hành giết hàng loạt quan viên Việt quốc. Thẩm Lãng, ngươi đừng đóng kịch nữa, sẽ chỉ khiến cho ngươi tội lặng thêm mà thôi. Thành chủ, thư báo khẩn của kinh đô, vua cần nước Nam Âu làm phản rồi, đang tiến hành giết hàng loạt quan viên của Việt quốc. Tâm phúc của Liễu Vô Nhàm. Bẩm báo nhị thiếu gia, thư báo khẩn của kinh đô, vua nước cần Nam Âu làm phản rồi. Tâm phúc của thái thú Trương Sùng. Không ngờ lại là thật. Lý Văn Chính, vừa nãy ngươi nói chuyện âm thầm cấu kết với vua Cần, ta đã ghi lại cả rồi. Nhạc phụ đại nhân sẽ dâng tấu chương vạch trần ngươi, ngươi cứ đợi chết đi. Còn ai nữa? Thắng hết 3 trận. Vô địch đó là cô đơn. Ơi, người không có chỗ dựa đúng là đáng thương. Tiến sĩ Nhị Giáp thì đã sao? Tuần giám sứ Ngân Ni thì đã sao? Cũng không phải là vẫn bị mượn đao giết người à? Người có xuất thân dân đen, phạm lỗi một lần thì đó là mạng sống. Không giống ta từ lâu đã được ăn không ngồi rồi. Trương Tấn Huynh, tối nay xảy ra không ít chuyện, ta vẫn chưa kịp chúc mừng hai người đính hôn vui vẻ. Tuy ta với Thiên Thiên đã chia tay, nhưng hai người bọn ta một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, phong nguyệt vô biên, bản in màu giới hạn. Món quà này chính thức tặng cho Huynh, chúc hai người có cuộc sống hòa thuận. Huynh đừng vì Thiên Thiên là hàng đã qua sử dụng mà kỳ thị cô ấy nhé. Tuy đời sống riêng tư của cô ấy có hơi thác loạn, nhưng cô ấy vẫn là phụ nữ Huynh phải quý trọng. Thẩm Lãng, ta phải cảm ơn món quà của Thẩm Huynh. Tối nay chiêu đãi không được chu đáo, rất xin lỗi. Thế còn chuyện gì cần ta làm nữa không? Ví dụ, còn ai muốn hại ta không? Ta đứng đây đợi các người ra tay nè. Xác định không ai muốn hại ta nữa rồi chứ? Không ai tấn công ta nữa, thế thì ta đi đây nhé. Ơi, cuối cùng tên này cũng đi rồi. Thật sự không còn ai muốn hại ta nữa hả? Thế thì ta đi thật đó nha. Người nhanh đi dùm đi, người còn chưa xong nữa hả?